Xin chào các bạn. Năm nay, các cái vấn đề pháp lý liên quan đến cái tình cảm gia đình, liên quan đến cái tài sản trong gia đình đã trở nên rất là nổi trội và thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân trong cả nước. Người mẹ ở Phú Thọ bị con dâu, bị con trai gọi là đuổi ra khỏi nhà chưa qua, thì câu chuyện bà mẹ chồng ở Phú Xuyên đuổi hai con dâu, đuổi cháu nội ra khỏi cái ngôi nhà của mình khi chồng vừa mất cũng gây lên những dư luận rất trái chiều và tạo ra một cuộc xung đột rất lớn. Thế thì bên tình, bên lý như thế nào cho nó hài hòa trong các cái vụ án tranh chấp trong gia đình như vậy? Thưa với các bạn, chúng ta phải thừa nhận rằng là khi xã hội phát triển thì các cái vấn đề pháp lý càng ngày càng hoàn thiện và càng chuẩn mực, còn các vấn đề về mặt đạo đức thì sẽ có nhiều cái giá trị bị thay thế và sẽ được bù vào các cái khoảng trống bằng pháp luật. Ở đây chúng ta phải thấy như thế này, nói về góc độ pháp luật thì chúng ta phải khẳng định là đất là những cái tài sản mà nó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được nhà nước cấp cho cái người sử dụng đất. Đất đó trên giấy chứng nhận mang tên ai thì người đó có toàn quyền quản lý, sử dụng, định đoạt, có thể mua bán, trao tặng cho người này ở nhờ, cho người kia ở nhờ, và khi không mong muốn thì có thể yêu cầu người đó ra khỏi cái thửa đất đó. Đấy là cái vấn đề pháp lý rất rõ. Trong vụ việc ở Phú Thọ, nếu bà do suy nghĩ, do hiểu biết chưa đúng đắn đã trao cái quyền này cho con, cho cháu, sổ đỏ đứng tên con cháu rồi, thì cái việc mà sử dụng cái lý để yêu cầu bà ra khỏi cái đất này, đó là chuyện rất đúng đắn theo quy định pháp luật, không có gì sai. Nhưng mà nói về góc độ tình, trong xã hội của chúng ta, cái lý với cái tình là phải cân đối với nhau. Và chúng ta cũng không thể sống mãi trong một cái môi trường xã hội ở nông thôn mà có hàng xóm láng giềng, có rất nhiều cái giá trị đạo đức truyền thống, thì chúng ta cứ sỗ sàng sử dụng pháp luật để xô đổ tất cả cái giá trị đạo đức truyền thống. Người con dâu, người con trai, những người này cũng có con. Các cụ mình nói một câu như này: sống trước đổ đâu, sống sau đổ đấy. Thế thì tôi hỏi như nào, cái người con trai, cái người con dâu này sẽ dạy con mình, dạy cháu mình, cái người cháu ở Đài Loan ấy, người con mình ở Đài Loan ấy, dạy thế nào về cái việc là có chữ hiếu với cha mẹ. Nếu chúng ta đã không làm cho cha mẹ mình hạnh phúc, chúng ta đã buộc hoặc là vì một lý do nào đấy làm bà phải đi ra khỏi cái đất ông bà đang ở, thế thì chúng ta bảo thế nào với con về cái việc là có thể là dạy con về chữ hiếu với chúng ta, dạy con. Điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải làm gương. Nếu chúng ta đã đối xử với bố mẹ mình như vậy thì con cái chúng ta, dù chúng ta có cho nó bạc vàng, dạy dỗ nó thế này thế khác, thì nó chỉ theo cái tấm gương của cha mẹ đó đã làm với lại bà mình thôi. Và câu chuyện đó tất yếu không sớm thì muộn, không chóng thì chảy, một ngày nào đó cái người tiếp theo phải đi ra khỏi cái nhà này có thể là chính là người con trai, chính là người con dâu, đúng không ạ? Sống trong một xã hội của chúng ta ấy, cái lý cái tình là phải cân bằng với nhau, chứ chúng ta không nên thiên lệch. Người già rất khái tính, rất khó tính, nên là chúng ta phải cân đối để làm sao cho cái lý cái tình nó hài hòa. Chúng ta còn sống ở nông thôn, chúng ta không phải là câu chuyện đóng cửa lại không chơi với ai. Tôi nghĩ rằng này, nếu với cái lối sống như vậy thì chỉ có cách này, ôm 3 tỷ đồng đấy bán sới đi khỏi địa phương thôi. Không dỗ trả, không cúng lễ, không ăn cỗ, không chào hỏi với ai. Cái cuộc sống đó là cuộc sống không phải ở nông thôn. Và đấy là một cái sai lầm rất lớn về mặt tâm lý. Dù về mặt pháp lý, tôi nghĩ rằng là không có cơ hội nào để bà có thể đòi lại đất. Nhưng về mặt đạo đức, về mặt tâm lý, đây là một sai lầm nghiêm trọng của người chồng, của người cha,
của người con, của người cháu đối với cái người bà này. Tất nhiên cái vụ việc này thì nó có nhiều dư luận trái chiều lắm, nhiều người nhảy xô vào can thiệp hoặc can thiệp thế này thế khác. Thế nhưng xét trong cái trường hợp này thì tôi cũng thấy đau lòng cho tất cả các bên, và chúng ta trở thành một câu chuyện đàm tiếu cho xã hội. Người này nói ra, người kia nói vào, nhưng mà những người nói ra nói vào ấy, chỉ một quãng thời gian rất ngắn thôi, họ sẽ đi ra khỏi sự kiện và họ sẽ tìm kiếm những cái tờ drama mới để họ xúc xiểm, để họ nói chuyện. Còn câu chuyện là cuối cùng đây vẫn là mẹ của chúng ta, đây vẫn là con của chúng ta, và trong gia đình đấy, những người con đấy vẫn phải quay trở lại đối xử với cha mẹ mình một cách hợp lý, hợp tình, một cách hợp pháp. Còn tất cả các cái thế lực khác, tất cả các quyền lợi khác, tất cả các mạnh thường quân khác, họ không ở với mình mãi. Máu mủ ruột già, khúc ruột trên, khúc ruột dưới, chúng ta sẽ ở với nhau đến tận lúc chết. Thậm chí là khi chúng ta chết rồi, con cái dòng họ chúng ta lại tiếp nối với nhau. Nên những người con, những người cha, người mẹ, người cháu, người ông, người bà phải ngồi lại với nhau, lắng lòng lại và tìm cách giải quyết việc của mình. Chúng ta không xin à? Quan điểm của tôi là như thế. Bố mẹ chúng ta sinh cho chúng ta, nuôi chúng ta 3-4 người con, 3 người con gái, 1 người con trai, phương trưởng lớn. Ngày xưa ông bà đã làm điều gì? Cần thiết hiến một quả thận cho con, hiến một đôi mắt. Không có ăn, không có mặc, có thể nhịn đói nhưng vẫn nuôi 3-4 người con lớn. Thì hôm nay tại sao chúng ta có nhà, có cửa, có tiền, có bạc, chúng ta có thể giúp được mẹ mình chỗ ăn, chỗ ở, tài chính, tại sao chúng ta phải đi xin người khác? Không bao giờ. Tôi nghĩ đấy là cái danh dự, cái uy tín, cái nhân phẩm, cái phẩm giá của con người. Chúng ta không làm được đấy. Đấy là cái điều mà cuối cùng có thể là sau 1 năm nữa chúng ta nhìn lại sự kiện này thì mọi người sẽ nhận ra điều đấy. Chúng ta không thương vay, chúng ta không khóc muốn, và các mạnh thường quân, những người giúp đỡ chỉ giúp đỡ những người xứng đáng thôi. Còn nếu gia đình họ có thể bán được một mảnh đất, bán được một cái xe máy mà vẫn lo được cho mẹ mình thì không bao giờ phải đi xin người khác và cũng không xứng đáng được giúp đỡ. Còn rất nhiều thân phận, còn rất nhiều cái mảnh đời cần giúp đỡ trong trường hợp này.